Hi, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây. Đó là cây DHA. Cây này trồng khá lâu không? Không biết mọi người có đang thấy mà cái cây mình đang thấy không? Đó là nhìn ở đây cũng giống như là một cây người á. Một người đang đẩy cái cây lên thấy không? Đây có một cái người đó mọi người. Cái cây này khá thú vị đúng không? Rất là vui. Nó đang đẩy cái cây, giống như có một số người đang trèo lên đẩy cái cây, chung tay đẩy cái cây. Khá đã ha. Cây này trồng lâu lắm mọi người. Trồng khá lâu á. Giờ nè. Nhìn góc bên đây coi sao ha. Nhìn súng được đúng không? Quá đã luôn. Cây này có cây được trồng. Rồi ngắm miết quá trời. Rồi còn đây thêm một cây nữa nè. Đây là cây DHA mà làm cây nơm. Thật sự làm cây nơm rất là cực, rất là lâu. Nó mới cần sự tỉ mỉ, cần cù siêng năng chứ không có ra được như vậy. Mình là thua rồi đó.